Hello mọi người nha, hiện tại thì Vedette Vũ Thu Phương và Hoàng Nam Long. Thanh Lịch Hoàng Long đang có mặt tại chung cư Territory Rio Homana hả? Cái gì? Chung cư gì? Cái gì? Avila. À, tụi em đang có mặt tại chung cư Avila. Hồi nãy là không biết tiếng Anh cho nên em đọc đại. Đó thì hôm nay là em sẽ dự ngày khai trương. Em sẽ dự ngày khai trương của Chế Hiền 13 tuổi. Đó thì dự ngày khai trương thì em có mua cho Chế Hiền đó chính là một chú mèo quắt. Để làm gì khi mà khai trương thì mọi người tặng Chế Hiền cho chú mèo quắt để quắt khách cho Chế Hiền. Vô anh Hùng. Đó hôm nay là em sẽ đi với lại một người anh. Đó chính là anh Hung Ly. Hung Ly là Hùng Lý nha. Bây giờ là em với người đẹp Hoàng Long sẽ tràn vào tiệm đây Nguyễn Hiền Tattoo. Đó cái đầm đỏ này mọi người đã thấy rồi đó. Trời ơi chết rồi. Long anh nhớ Phương ghê đó, em Phương khỏe không? Cưng là Hugo á hả? Đó, em là tên Long Ba Gác. À Long. Trời ơi đó. Tên gì? Long Ba Gác. Nguyễn Văn Long ba. Trả lời đi. Nguyễn Văn Long tựa là Long Ba Gác. Ai cũng nói em sao mà bận đồ bình thường quá. Dạ. Đó thì hôm nay là khai trương của Chế Hiền nè mọi người thấy không? Địa chỉ là 114 đâu có vẫn bán bình thường. Vui vẻ. Đó, 114 An Dương Vương, phường 16, quận 8. Ông nội gì vậy ba? Quá trời rồi. Để cho chú chế khai trương nha. Dạ, leo vô. Quá trời rồi. Ẩm vô, ẩm vô. Trời chết rồi. Tới cục kẹo luôn rồi. Trời ơi. Chết rồi. Tối nay hết tụi mình làm cái nha. Chỗ cũ. Cái năm. Chỗ cũ nha. Dễ thương ghê. Tại đây sao sao mà cái sao mà sao nè. Ha. Vui vẻ đi. Vô đây ngồi em. Dạ. Vô chị em để sẵn hôm năm rồi. Dạ. Hello. Dạ hello. Cho em gửi nha chế Hiền. Dạ khai trương Hồng Phán nha chị. Đó đây là tiệm xăm của chế Hiền khai trương tiệm mới nha mọi người nha. Đây là đây chị. Rồi, hello. Đó. Đó như mọi người đã thấy đây là chị yêu của em chế Hiền 13 tuổi. Đây ông xã đây. Đó vừa qua có một cái đám cưới trắng động nha mọi người nha. Thì hôm nay được biết là chế Hiền khai trương tại mặt tiền ở dưới đất luôn. 114 An Dương Vương. Một chút nữa em sẽ ghi địa chỉ dưới. Thì hôm nay là khai trương của chế có điều gì muốn chào hay là để chút gì tới mọi người lâu quá không lên kênh. Kênh của em Thu Phương Cái Viên Chiên. Rồi hello mọi người nha, xin chào mọi người của kênh Thu Phương Cái Viên Chiên nha. Mình là Nguyễn Hiền, còn gọi là Chế Hiền đó. Thì hôm nay là mình mở cái shop xăm mới. Chú trên địa chỉ 114 An Dương Vương, phường 16, quận 8 nha mọi người nha. Thì shop này chuyên nhận học viên. Yeah. Ở đây là chế dài từ căn bản đến nâng cao luôn ha. Rồi hôm nay ơi thực sự chào đón với chế nữa. Trời quá trời chị ơi. Anh Hùng Lý, Chế Hiền. Hello cả nhà mình trên kênh ăn bạn đếm heo vlog với lại kênh các viên chiên của Đương Phương nha. Thì hôm nay rất là gọi là hân hạnh được em dạ đúng rồi mời đến để dự cái ngày khai trương mà một cái showroom mới, một dạ. Cái tiệm mới shop tattoo chuyên xăm xó cầm bi và hôm nay em sẽ thông báo và bí mật cho chế Hiền biết là hôm nay em sẽ dẫn anh Hùng Lý qua để mà mở hàng cho chế là chế Hùng sẽ du bi à không chế Hùng đặt lịch cắt bao quy đầu trời ơi chớ là bị bà quá trời trời ơi lên đi lên chương trình đi bắt đầu lên nhạc đi cả nhà bây giờ là đó tranh thủ đi đúng rồi trước đó trước tiên là có búa lưng rồi khai trương là có búa lưng rồi thì khai trương chế Hiền thì em cũng chúc cho chế tiệm của chế khai trương Hồng Phát nè càng ngày càng nhiều hoặc là học viên rồi mở được nhiều chi nhánh để mà nhận tất cả các học viên để mà đào tạo cho chế Hiền đào tạo bài bản cho tất cả các em ra nghề ra ngành này kia nọ rồi chúc okay. Chế Hiền mọi người bây giờ là Hùng Lý cũng chúc đến Thu Phương vậy đi chứ giờ chúc lại nữa nó sẽ lâu lắm đúng rồi ok mọi người rồi vô ngồi đi chị okay. Chị bự chị ngồi trong đi trời ơi chị bự chị ngồi trong đi quá trời rồi hello người đẹp chị đó thì hôm nay khai trương thì được rất là nhiều anh chị em bạn bè sang dùm cho mọi người nha đây okay. Long Ba Gác để lâu chưa bé em lại nãy giờ trời ơi đó Long Ba Gác lâu quá không có trời bé ơi tiếng cửa có mày hơi quậy quá thôi uống nước ngọt đi bé đó này không đủ hả bộ chế Hiền nhầm rồi cái bàn nó nói vô đây đi mà mặc đồ không trang điểm
Không làm gì để nhà cũng biết được là tôi tranh thủ qua chút xíu tôi Phương sẽ về để tôi Phương còn gọi là dạ, tiếp khách của tôi Phương ở tiệm nữa nha cả nhà, ở quán nữa nha cả nhà nha. Thì tôi Phương có vài lời nói trên kênh của tôi Phương và kênh của ăn mặc bé heo của anh Hùng đi. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho và đến vũ tôi Phương với anh Hùng Lý gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hương đến tất cả mọi người những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại qua đi Hugo sao đâu. Vô 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 đó, bây giờ chương trình sẽ dừng phim. Và trong khi chờ đợi những tiếng hát quý vị lắng nghe qua tiếng hát kế tiếp.
của người đẹp rất là dễ thương và trẻ trung sôi động, con nuôi của Nhí Hiền và tiếng hát của người đẹp Lan Vy. Không có tương tác với mọi người nhiều tại vì Hoàng Long ngủ quên đó, với lại em cũng lên trễ cho nên mình không có tương tác được với Chí Hiền với lại những khách mời nhiều. Thì hồi nãy em thấy được chị Phương Mai Tích Tô nè, rồi anh Phương Róc nè, rồi anh Đông Đặng nè, rồi anh Thanh Tích Tô nè, nói chung là rất là nhiều anh Sam Tích Tô nổi tiếng mà bên đấy Vũ Đô Phương quen biết đó. Thì hồi nãy cũng lưu bu quá chưa có chào hỏi mấy anh, thì mong mấy anh thứ lỗi cho em nha. Thì hôm nay là khai trương của Chế Nguyễn Hiền 13 tuổi, thì em với lại Hoàng Long cũng chúc cho Chế khai trương hồng phát nè, mở thật là nhiều chi nhánh nè, rồi nhận nhiều học viên để mà đào tạo cho các em để mà có thêm kinh nghiệm, rồi sẽ mở thêm nhiều lớp học mới nữa đó. Thì chúc Chế Hiền khai trương hồng phát nha. Thì hôm nay em với Hoàng Long có việc gấp cho nên bận phải đi về, chúc Chế khai trương hồng phát nha. Khai trương hồng phát nha, chúc tất cả các anh chị Tết To ở đó chơi vui vẻ. Thì bây giờ thì mới đến chỗ Đô Phương đi về đây, bye bye mọi người.